không phải là ở tổ này mà coi như chú lấy cái con mua chú ở tổ kia chú cắm vào. À con chú ở ngoài kia coi như vậy mà nó lại cái chú là coi như ở giữa cầu. Chào mọi người nhé, hôm nay mình lại tiếp tục ra cái trại ong của nhà chú Thụ. Thì cái bữa vừa rồi thì chú Thụ chú có nói mình là cái đàn ong của chú thì là chú ấy cắm một cái con chú mới vào đây. Thì tuy nhiên là chú ấy bảo là hôm qua thì ong nó nở nhưng mà cái hình dáng con chúa thì nó bé lắm. Thì hôm nay mình ra đây mình kiểm tra ông cho chú thì cụ thể xem như nào. Trông giống hệt như con ong thợ luôn. À cái tổ này tổ hôm nọ chia ra đâu nhỉ? Ồ, coi như vậy là nó bốc bay chia đàn, chia đàn nó bay ra đấy. Có mật thì nóng nánh rồi, nhìn ngon nghẻ luôn rồi. Thì cái này hôm qua chú úp chúa đấy à? Hôm qua chú úp chú ở đây, xong rồi chú mở ra chú thấy. À chú là định là tận dụng cái mũ chú cái chú để chú thay con chú này hay gì? Định tận dụng cái mũ để coi như thay con này. Nhưng mà con chú nó nở ra nghĩa là nó không đạt đúng không? Nó không đạt. Rồi chú nhìn trông giống hết như con ong thợ mà hôm nay. Con này hôm nay nó đã nới cái lỗ xuống xà cầu thì cái lưỡi mèo này. Tỏ ong mới chi đàn ra xong rồi ổn định cái lại phát triển rất là mạnh. Chú cầm một cháu cái cầu này xem nào. Đấy chú kiểm tra một cầu đấy xem nhá. Thì cháu kiểm tra thêm một cầu nữa là xem là như nào nhá. Không nhìn thấy cái con đi đâu. Thịt mẹ nó biết vậy, hôm qua mình nhốt cũ nó vào. Giả sử như lần sau coi như có thay chú đem nhốt vào xong chú đánh dấu cho đoàn hoàng chú thả ra có được không? Cũng được không ạ? Ừ, thế lần sau cái này không biết chú mới lao thêm tầng cho ông à? Mới lao thêm một tầng, nó coi như cứ đắp lưỡi mèo chú rồi coi như lao thêm một tầng. Mà mẹ nó xây cứ vớ vá vặt mà có khi phải thay cầu khác mà không thấy. Hay là mắt mũi mình kem nhem quá. Trông chẳng khác gì. Nó được. Nói chung nó chỉ ở trên hai cái cầu này thôi. Con ong chúa già có thấy không? Ong chúa già thì tạm thời là con này nó đánh dấu đúng không chú? Con này đánh dấu. Con này đánh dấu, nó hình như đánh dấu màu vàng sao ấy. Thì có màu vàng. Mẹ mình dốt quá, hôm qua con biết về mình thịt mẹ đi. Có khi nó còn vào đây cũng nên mà. Cái trường hợp này thì mình cũng xin chia sẻ cho mọi người là đợt trước mình nuôi ong mình cũng dính rồi. Cái hình dáng con những con ong chúa đấy thì nó rất là bé thôi. Nó chỉ to hơn con ong thợ một chút phải không chú? Đúng rồi. Thì đúng. Hầu như là những cái con chúa đấy là mình cũng giải thích cho mọi người là con chúa đấy là nó là cái con chúa cấp tạo mà nó sinh ra ở trong cái lỗ của ong thợ này này. Nên là cái con ong của chúng ta là nó kiểu nó nới rộng ra để nó làm mũ cấp tạo mọi người, nên là cái hình dáng con chúa nó bé lắm. Quá nhỉ, không thêm chúa đâu nhỉ? Chúa già chú. Chúa già đây đây, chúa già đây. À con chúa già đây rồi. Chúa già đây. Ừ. Con này thì vẫn đang đẻ tốt. Nhưng mà tìm con chú non không thấy nhỉ? Hôm qua là nó nở một con hay hai con chú? Có một con thôi. Một con đấy gì? Một con thôi. Có đéo tìm thấy thôi. Không để ý xem là cứ từ từ để kiểm tra xem là nó như thế nào. Nhưng mà theo cháu nghĩ là trước cháu cũng tính cái trường hợp là nó nở ra là nó có 4 con như vậy. Nhưng mà sau để cháu để ý xem là đàn ong mình nó có làm sao không, nhưng mà cũng không thấy là nó có hiện tượng là nó đòi chia đàn hay là nó đuổi chú già ra ngoài. Tức là coi như con này kém. Vâng. Nói chung cái con đấy là nó không đạt tiêu chuẩn. Lần sau thì ấy mà chú gặp cái trường hợp như thế là chú tạch luôn, là bóp chết luôn đi. Thì báo cáo mọi người đấy là cái con chúa thì thực tế là con chúa đấy là nó nở ra ở những cái lỗ ong thợ này này. Đấy. Nên nó rất còi cọc nhá. Con chúa còi luôn, nó chỉ đã để mình nhìn nhắc nhác nó chỉ to hơn con ong thợ một chút thôi. Còn con chúa nó đạt tiêu chuẩn là nó phải như con chúa này. Đấy, là thân hình nó phải to và dài. Con này coi như hôm qua coi như chú mở ra chú thấy nó coi như vậy là cắm lỗ đít thú ấy nó đẻ mà. Con này á? Con chúa già này. Vâng. Không, con chúa già này đến thời điểm này thì nó đang đẻ tốt mà. Chúa. Ủa. Cái này sao chú làm bỏ bớt một thanh này đi này. Bỏ bớt một thanh này đi này. Cái này là cái tai gác cầu này. Cái cũ của người ta. Vâng. Cái thùng cũ. Nhưng mà cái thùng cũ này của ta đây người ta cũng ghép thêm mà.
Nhà tốt nhất là mình bỏ đi một cái. Nó cũng cứ phải thế, lần sau có rút kinh nghiệm. Vâng. Không thêm quy đại. Cái này là đèn pin soi à? Vâng. Không không, nó không ở cầu đấy đâu người. Ông để cầu đấy xuống, nó không ở đấy đâu. Nó không ở cầu đấy đâu. Thường thường nó không ở cầu đấy, bởi vì cầu đấy là nó chưa có trùng rộng, ong nó chưa xây thì hầu như ong nó cũng... con chúa đấy nó không ở đấy. Trông giống hệt như con ong thợ luôn. Đây đây phải không? Đâu, con đâu, này đâu? Đây 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 đây, cháu tìm thấy rồi, đây này. Phải con này không? Đây đúng không? À đúng rồi. Đây. Hẹn nó vừa nở ra chú nhìn đúng như con ong thợ luôn luôn này. Nó vừa mới nở ra một tí cái là coi như chú với đang ăn cơm, vừa mới ăn cơm xong chú lại nhớ đến con ong, chú lại ra chú mở. Nó chạy đi chỗ nào này nhỉ? Đây nó vừa ở khu vực này mà. Nhưng mà hôm đây, qua đây nó ở đây. À đây đây rồi. Nhưng mà hôm qua cái màu của nó trông giống hệt như con ong thợ của này này. À. Nhưng con này nhỏ con đấy nhá. Con này vâng, con này nói chung thì hơi bé. Tạch. Tốt nhất con này bóp đi. Bóp. Vâng. Còi lắm mọi người, con này tốt nhất là nên hủy thôi. Vì con này sau này để cũng không đạt chất lượng đâu. Đây này. Cho đi luôn. Vâng, cho đi luôn, chính xác con này. Đấy, hôm qua thì chú bởi vì cái đàn ong này của chú thứ nhất hôm nọ là ong là nó vừa chi đàn ra đây, con chúa này, con chúa nó cũng đẻ tốt. Nên là tạm thời thì chú cứ để cái con ong chúa này để chú đánh mật xong đã. Đánh mật xong là chú để là qua mùa nhãn ấy. Qua mùa nhãn xong tiến hành thay sau. Thế bây giờ cái cầu này coi như cứ để bên trong này cho nó xây xong nhấp nhẹm xong hôm nào thì chuyển ra ngoài nhỉ. Vâng, chú để luôn đấy được mà. Thôi thế là xong rồi. Vâng. Đấy, bây giờ con chỗ này có một con chúa. Đây là mọi người đây, xem một con chúa cấp tạo này. Bé lắm. Con này thì nó không đạt chất lượng. Thì con này là chú cứ mạnh tay là chú cứ cho nó một nhát. Giao mẹ bố thì nhìn chúa không đòi chúa ông thợ không đòi ông thợ. Này nó. Thế là nó con này và kém lắm. Chú mới nhìn chú bảo mẹ nó tiên sư bố nhà con chúa, mẹ nó chúa gì mà chúa trông giống hệt như con ong thợ. Bố tội đi dài hơn tí. Vâng, bé hơn con. Ôi thôi xong rồi. Mẹ vâng. Con coi như cái đàn này là hôm nay thì cháu cũng xuống kiểm tra chú như này là tốt nhất là con chúa như thế này, lần sau mà chú gặp là chú cứ tốt nhất chú hủy luôn. Và bây giờ hai chú cháu mình lại tiếp tục kiểm tra thêm một cái đàn này nữa. Cái đàn này là chú cũng vừa cắm con chúa mới vào chứ. Là con nở chưa ông? Nở rồi. Nở rồi gì? Nở rồi, chú nhìn thấy con như vậy là đấy. Nên chú bắt chú già nhốt chưa? Chú già chú không nhốt. Không nhốt gì, để tự nhiên gì? Để tự nhiên. Vâng. Đây cứ từ mang đây kiểm tra xem nào. Sao mắt chú lại không nhìn thấy nhỉ? Đây đây, nó đang bò giữa bánh tổ đi mà. Đây đây thì chú để chú để cháu cắm cái cầu này vào đã. Con chú già này chú úp mua ấy à? À đây rồi, con này cũng bé teo teo thôi. Đâu? Đây. Đây đúng không? Đây. Con này cũng giống con kia thôi. Ừ. Thôi, tạch, cho đi luôn. Con này cũng bỏ đi, không đạt chất lượng. Đây rồi. Xong rồi. Ôi giời ơi, chúa này thì không đạt chất lượng rồi. Con chúa này báo cáo mọi người, thế mà có dùng con chúa này thì là nó cũng không đạt đâu. Ôi, thế là tốt nhất con này bây giờ chúa già là ông vẫn cắt cánh, nhưng mà ông chúa già cắt cánh đánh dấu rồi, nhưng mà mình chưa úp đâu gì. Không úp. Rồi ok. Thế thì con này là mình hủy được. Cho đi luôn. À, bóp luôn.